chúng ta cầm cái chai thuốc, chúng ta cúi đầu xuống 90 độ, chúng ta nghiêng qua 45 độ và chúng ta bắt đầu xịt, chúng ta dùng tay phải, chúng ta đưa qua mũi bên trái, bà con xịt năm bảy lần rồi bắt đầu ngưng trở lên, dùng tay phải che cái đuôi mũi này lại và dùng cái khăn che mũi xịt mạnh một cái nhờ sức mạnh đó mà các cái thuốc các cái dịch nó đi vào trong xoang nó rửa xoang các bà con qua cái mũi đối bên mũi đối bên chúng ta xịt cũng năm bảy lần rồi chúng ta dừng lên chúng ta cũng là che cái mũi bên trái và chúng ta xì mũi bên phải xì có nghĩa là chúng ta đưa thuốc vào bên trong xoang đấy